Hello 500 anh em, và cái video trước chúng mình đã đánh giá chiếc LG Gram 2021, và trên tay mình đang là phiên bản 14 inch của LG Gram 2021. Và đây vẫn là một trong những cái laptop mà cực kỳ nhẹ và hiệu năng của nó đủ cho các bạn để dùng những ứng dụng. Và ở video trước thì chúng mình đã nói về hiệu năng của nó rồi. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ mở thử nó ra và xem thử là khả năng nâng cấp của LG Gram như thế nào, và chúng ta có thể được những gì từ việc nâng cấp LG Gram. Thì phiên bản mình đang cầm là phiên bản 14 inch, đang có cấu hình là Core i7-11165G7, RAM là 16GB RAM và đang có ổ cứng SSD là 240GB. Thì các bạn có thể xem cấu hình này trên trang chủ hoặc là computer. Và trước khi chúng ta làm bất cứ một cái gì thì các bạn nên nhớ là chúng ta phải tắt máy đã, tháo máy là phải tắt. Và việc tháo máy này ra thì mình cũng khuyên anh em là không nên tự làm ở nhà, tại vì sẽ mất bảo hành đấy. Anh em hãy làm những đại lý của LG như Hà Nội Computer hoặc trực tiếp tại trung tâm bảo hành của LG để nâng cấp hoặc là mở ra nhé. Còn đây là con sample thì mình có thể mở được. Còn các bạn nào mà nhắc lại đang sử dụng LG Gram mà còn bảo hành thì đừng tháo ra như mình. Đây, mình tháo ra thì chúng ta sẽ cần vài thứ như là tua vít, một con dao nhỏ và một cái nậy laptop. Thì LG Gram có lẽ họ vẫn dùng cái thiết kế như năm như bản 2018, thì chúng ta sẽ phải mở hết tất cả những cái mấu nhựa ở đây, để vào đây đỡ mất đây. Chúng ta sẽ có là khá nhiều cái mấu nhựa ở đây, tổng cộng là 5 mấu nhựa ở xung quanh các bạn nhé. Và chúng ta sẽ còn mấy cái mấu cái nắp nhựa nhỏ ở bên cạnh này. Rồi, tổng cộng ở đây xung quanh chúng ta sẽ có 8 con ốc và đều dùng chung một cái loại 4 cạnh thường nên mở ra khá là dễ. Em tháo ra thì nên để một cái hộp nhé, không thì lại chẳng may lại kiểu như là băng văng mất ốc ở đâu thì không kiếm ở đâu. Rồi, sau khi tháo các ốc thì anh em lại dùng một cái lẫy nhựa nhỏ nhỏ này, thì trong mấy cái bộ mà tháo laptop ấy sẽ có và sẽ đi dọc cái viền này để bậy nó lên. Nhớ bậy nhẹ nhá, không được gãy các lẫy bên trong ấy. Rồi, ở bên trong chúng ta thấy là LG họ dùng bằng hợp kim magie carbon và có mấy cái mấu ở đây để giữ cố định vị trí bo mạch. Cũng như là ở nếu mặt trước chúng ta thấy là một cái khe hở thoát khí này, thì bên trong thực ra là đã bị gọi là chắn đi hơn nửa khe, chỉ còn một ít ở chỗ cái quạt gió ở bên trong này. Và bên trong thì LG Gram vẫn giữ một cục pin rất là lớn là pin 72Wh. Và cục pin này thì đủ cho các bạn dùng cả ngày mà không gặp vấn đề gì cả. Ở bên cạnh thì là hai cái loa. Và các bạn thấy là LG họ khá là chú trọng đến việc độ bền của máy, nên là ở xung quanh này thì họ không làm linh kiện tràn ra ngoài mà đều làm linh kiện nó còn pin nó thụt vào trong một chút, để có gì thì nó chống va đập tốt hơn. Đặc biệt là hai cái phần mấu này thì là hai cái phần mà các bạn sẽ bị va đập nhiều nhất khi mà chẳng may rơi máy. Ở xung quanh thì năm nay LG Gram họ dùng một cái bo mạch màu đen, nhìn nó ngầu hơn năm ngoái rất là nhiều. Cổng kết nối ở đây xung quanh đều là cổng kết nối. Chúng ta có một cổng âm thanh này, hai cổng USB Type-C Thunderbolt này, một cổng HDMI này. Bên cạnh chúng ta có hai cổng USB và một khe đọc khe nối micro SD và một cái khóa Kensington. Thì về cổng kết nối chúng ta vẫn không có gì gọi là quá đặc biệt cả. Và như mình đang thấy thì chúng ta sẽ có là toàn bộ RAM của LG Gram đã không còn thể nâng cấp được nữa. Năm ngoái thì LG họ để một cái khe RAM ở đây, có thể nâng cấp dung lượng RAM lên. Nhưng năm nay với cái mức dung lượng mặc định là 16GB RAM của phiên bản 14 inch thì các bạn sẽ không nâng cấp được nữa, và RAM LG đã hàn chết rồi. Nên là sau này nếu mà các bạn hỏng RAM thì khả năng sửa chữa rất là khó, phải hàn lại chip RAM cơ. Nhưng mà bù lại thì LG họ cho chúng ta đó chính là hai cái khay SSD ở đây. Và mình sẽ tháo SSD NVMe ra nhé. Ốc ở vẫn rất là chặt. Vậy LG chủ đích của họ cũng là để các bạn là cắm thêm SSD vào chứ không phải là để thay SSD. Rồi, chúng ta sẽ có một chiếc SSD ở đây. Dung lượng là 256GB đúng với dung lượng của máy. Và SSD này thì nhìn nó cũng khá là bình thường, cũng không có gì có đặc biệt cả. Và đây, và các bạn sẽ có hai khay nhé. Một khay SSD này các bạn thể cắm bổ sung một chiếc 512GB hay 1T. Nói chung là cái việc nâng cấp dung lượng lưu trữ trên LG Gram rất là thoải mái. Các bạn nói chung là làm muốn làm gì làm và dung lượng ổ cứng tối đa các bạn có thể để đến, thì mình thấy là cắm hai con 1T này thì được 2T cơ. Nhưng mà mình nghĩ là không bạn nào dùng được con ổ 2T trên con máy này. Và đây là con chip Core i thế hệ 11 đang nằm ở dưới này. Xung quanh nó là RAM và chip chỉ dùng một cái ống dẫn nhiệt duy nhất ra cái quạt ở đây.
và toàn bộ LG Gram cũng chỉ dùng một cái quạt. Cái này thì mặc định thứ nhất đó chính là cái chip thế hệ 11 này rất là mát, và thứ hai cái quạt này một quạt cũng để cho các bạn đó chính là cái khả năng làm mát nó vẫn đi kèm được với cái độ êm ái khi các bạn hoạt động, các bạn không phải sợ về gọi là nó quá ồn gì cả. Và LG Gram đây là hai cái khớp nối bản lề của LG, và đây cũng cáp kết nối màn hình, cũng không có gì quá đặc biệt cả. Và bây giờ mình sẽ thử thái cục pin của con máy ra xem thế nào nhé. Pin chúng ta sẽ có vài con ốc ở đây. LG Gram vẫn là pin rất châu chó, đủ các bạn dùng cả ngày, chả vấn đề gì cả. Và cục pin hôm nay có 72 Wh. Rồi, có một cái dây pin ở đây. Rồi, đây là toàn cục pin của LG Gram. Các bạn thấy là đây là hai cục pin này, đây là bốn cục pin. Và chúng ta sẽ có 7,7V 72Wh, tương đương khoảng tầm 9450mAh. Dung lượng khá là lớn, và mình nhìn thì LG độ hoàn thiện cục pin này rất là tốt. Ở phía dưới chúng ta là một cái trackpad, và trackpad này thay thế khá là dễ, nên khả năng sửa chữa của con LG Gram này về trackpad là ổn, pin cũng khá là ổn thỏa. Và mình sẽ thử một bước cuối cùng là mình sẽ tháo luôn cả cái bo mạch ra để xem là chúng ta có những cái gì ở dưới này. Có lẽ chúng ta không nên tháo nữa, tại vì mình đã tháo hết tất cả ốc ở trên này, nhưng mà nó vẫn bị gắn khá là chặt, và mình sợ là việc mình quá tay mình sẽ gây gãy bo mạch mất. Thì nhìn chung ấy thì chúng ta sẽ không thể nâng cấp được gì trên con LG Gram này ngoài việc chúng ta gắn thêm một SSD ở đây, nên là khả năng nâng cấp LG Gram năm nay đã bị giảm hơn so với năm ngoái, thì các bạn không thể nào mà nâng cấp được RAM. Nhưng mà bù lại thì LG cho chúng ta một cái mức RAM nó khá là gọi là đủ dùng ở mức 16GB, hơi thừa đấy. Các bạn dùng những cái ứng dụng thì cả chỉnh sửa ảnh nhẹ trên này vẫn dùng thoải mái 16GB RAM. Bù lại thì khả năng sửa chữa của chúng ta nhá, thì trackpad khá là dễ thay này. Toàn bộ hai phần bên cục kết nối được làm là mạch rời, nên là thay module luôn thôi. Và pin này thì thực sự là tháo rất là dễ. Chỉ đúng điểm trừ duy nhất thôi, đó chính là RAM, nếu mà hỏng RAM một phát là phải hàn lại cái chip RAM, nó hơi bị thốn. Còn lại thì mình đánh giá LG Gram thì năm nay bên trong bo mạch họ làm về cái thiết kế bo mạch màu đen thì rất là ngầu. Về tổng quan linh kiện sắp xếp khá là gọn gàng, về khu vực kiểu nâng cấp SSD làm dễ và trực quan. Chỉ đúng duy nhất điểm trừ mình không thích đó chính là việc LG Gram họ hàn thẳng cái RAM lên trên bo mạch chủ này. Và có lẽ là LG họ làm vậy tại vì năm ngoái họ làm cũng là chỉ một khe RAM, không một khe thừa. Thế năm nay để gọi là mọi thứ nó sẽ là ổn định nhất thì họ sẽ hàn thẳng RAM ở đây luôn. Thì các bạn có nhận xét gì về bo mạch của LG Gram này thì cho mình biết trong phần comment phía dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em với màn mổ xẻ LG Gram 2020. 1.